Tác phẩm đầu tiên thì tôi đang đứng cạnh này, tác phẩm số 45. 45 là... Nếu mà bạn nào mà thường xuyên mà xem ở trên internet, trên mạng xã hội thì chúng ta thường thấy đã thấy tác phẩm này rồi. Thì tác phẩm số 45 là đến từ Tattooist Lê Dương Thanh. Và đây là một tác phẩm mà mang đặc trưng rất là nhiều của văn hóa Việt Nam, là cô gái này, hoa sen này, và đặc biệt ở phía phần bên này là tháp rùa của Hà Nội, nơi mà tôi sinh ra. Cho nên là tác phẩm này tôi đã theo dõi từ khi mà anh ấy lên ý tưởng, và người nghệ sĩ này đã phải quay ra ngoài Hà Nội rất nhiều ngày để tìm hiểu về văn hóa của Hà Nội và tìm hiểu về cái phong cách để làm nên hình xăm này. Và một lần nữa thì tôi xin phép được mời lên sân khấu giải nhất của hạng mục Best Freestyle, for the first play of this category. Mọi người đâu rồi? Mọi người ơi, cho một tràng pháo tay lớn nào! Long An ơi! Sướng chưa? Cảm ơn Tattooist Lê Dương Thanh đã đạt giải nhất của hạng mục Best Freestyle. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ mời tất cả giám khảo bên này phía trên chúng ta chụp hình lưu niệm với nhau. All the text, all the judges from the front of the stage. Đây là ba tác phẩm xuất sắc nhất trong hạng mục Best Freestyle của ngày cuối cùng của Tattoo Expo năm 2024. Xin một tràng pháo tay dành cho ba tác phẩm được không? Thank you so much, Judge. Thank you so much. Thank you for the honors for Judge.
Lê Dương Thanh cùng với lại bạn model của Lê Dương Thanh có thể tiến lên sân khấu được không ạ? Người vừa mới nhất giải Ornamental đó. Người mẫu của Lê Dương Thanh. Và xin mời artist Lê Dương Thanh chúng ta tiến lên sân khấu được không ạ? Thanh ơi. Ok. Ok, một tràng hóa tay cho Lê Dương Thanh được không ạ? Người vừa mới nhất giải Ornamental. À, ăn sáng chưa? Ok, giỡn thôi. Thì đây là artist đã thực hiện một cái tác phẩm và nó là rất là kinh điển, rất là Việt Nam. Thì không biết là ý tưởng của Lê Dương Thanh khi mà mình trước khi mà mình đặt cái kim vô để mà mình xăm thì ý tưởng từ ở đâu, có cái gì để là cái bước đệm cho Thanh khi mà Thanh làm cái tác phẩm này không? Thì em làm tác phẩm thì em cố gắng đem những cái gì mà Việt Nam nhất để vô cái hình xăm cho mình. Đó, để sau những cái đợt dịch này em có thể dẫn bạn mẫu em đi những cái nước gần gần để giới thiệu Việt Nam em có những cái gì mà nổi tiếng và những cái gì đẹp nhất. Ghê, đỉnh đó. Ok, hiện thấy ở đây là những cái nét ở những cái khu vực phải nói là rất là khó làm á, nhưng mà nó vẫn rất là gọi là nét, là rất là nét luôn á các bạn. Nghĩa là không là thiệt, nghĩa là mình cũng có một chút kinh nghiệm về xăm thì mình thấy đây là rất là kinh khủng. Nếu như mà các bạn có thể nhìn rất là gần thì thật sự là Thanh đã làm một cái điều phải nói là rất là điên rồ trong cái nghệ thuật này. Ở giữa này là em đợt tháng vừa qua em có đi Hà Nội là lần đầu tiên em đi á, thì em có đi thăm chùa Một Cột thì em lấy ý tưởng xăm chùa Một Cột. Dạ, còn đây là hai cái biểu tượng trong cái đền, hai con rùa đúng không? Thần Kim Quy. Dạ, thần Kim Quy. Còn bên đây thì em xăm cái áo dài của Việt Nam á anh. Nãy anh nhìn chưa ra. Thật sự là đây là một cái hình xăm. Ủa, cũng một cô gái đang mặc áo dài các bạn. Dạ. Trời, giờ mới nhìn tha luôn á. Chắc tại vì nãy giờ nhìn gần quá cho nên là không có nhìn kỹ. Còn bên đây thì em xăm cái bản đồ Việt Nam. Đây có một cái bản đồ Việt Nam chìm ở đây. Dạ. Quá dã man luôn. Còn điều đặc biệt của cái hình này là em làm cho hai cái cánh tay của em đối xứng lại. Và những cái họa tiết hai bên sẽ khác nhau hết hoàn toàn. Rất là hay các bạn, nghĩa là các bạn thấy không, nghĩa là cái sự kết hợp của cái áo dài với lại cái bản đồ Việt Nam á, nó cũng rất là tạo thành một cái hai cái nó rất là match với nhau á, chứ nó không có phải là rời rạc. Quá đỉnh. Cái này nhất là đúng rồi, rõ ghê. Hai cái khác nhau anh nhìn đúng. Một cái là trái tim, còn một cái là và hoa văn kiểu giống như mấy cái gạch cổ đó rồi, đúng không? Nhưng mà nói thiệt luôn là khi mà đứng ở đây gần như vậy rồi á thì mình mới thấy được những cái nét này rất là kinh khủng các bạn. Ok, cảm ơn Thanh rất nhiều, cảm ơn bạn mẫu. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 Xin được chúc mừng. Congratulations to Arthur. Alice. Lê Dương Thanh. Lê Dương Thanh. Ok, xin mời tôi là Xuân Sáng và tôi là Giữa đây rồi. Mình sẽ đọc vị trí thứ nhất được không ạ? Xin được chúc mừng artist Lê Dương Thanh và Mr. Lê. Ok, đây là giải nhất của The Best Collab
ngày hôm nay. Idol giải nhất cho hạng mục Best Collab ngày hôm nay. We'll give the trophy for the best cho collab. Idol Lê Dương Thanh và Mr. Lee. Rồi với các bạn quý vị cũng đó là hai người sẽ trao phần thưởng giải nhất của Best Collab. Ok, một tràng pháo tay cho giải nhất của chúng ta. Cái khúc này là tôi là giải ba hạng mục châu Á mọi người, tại vì tôi xong chủ đề Việt Nam á, mà Việt Nam thuộc châu Á mọi người nha. Mr. Lee Bong Phan. Ok. And our second placer for the same category is also from LA Tattoo Family, Mr. Lee. Ôi, hello mọi người nha, cái giải của mình nha mọi người. Ê, 8 giải mọi người nha. Bây giờ mình mời mọi người xem cái tác phẩm hai thầy trò mình thực hiện trong vòng 2 ngày tại cuộc thi Philippines nha các bạn. Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me. Việt Nam của mình qua Thái Lan rồi nha. Đây, nguyên team Việt Nam của mình nha, mang nón lá Việt Nam nha. Thì ngày mai là ngày đây, quan quan mọi người nha. Việt Nam ơi! Ngày lễ 30 tháng 4, nhà nhà người người đi du lịch. Còn thầy trò Thanh Tố Tô Mang thì mang nón lá Việt Nam qua Thái Lan đi thi nhận được 5 giải thưởng nha các bạn nha. Please welcome Sleep from Black and Grey Lee Duong San. Yeah. Yeah. Okay. This is now this. Hello. Karena udah bahasa Inggris berarti orang luar. Langsung kasih tepuk tangan buat Lee Duong San from LA Tattoo Family from Vietnam. From Vietnam. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care.
you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare, cause the... Come here, please. Like the traditional style from Labour. 2023 11th Taiwan Tattoo Convention Best of Life Tribal and Geometric Contest. The first place goes to Lei Yun Han. Lei Yun Han!第11届韩国际纹身艺术展最佳黑白大图第二名亚军得奖的是 2023 11th Taiwan Tattoo Convention Best of Big Black and Gray. Lei Yun Han. Lei Yun Han. Turn back, 往后转，向后转, turn back, thank you. Raise your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the boring sea. You meant the world to me. You were
9.16分, 欢迎! Dear contestant number 45, please come to the middle of the stage. Congratulations! Can you speak English? Lai Yung Tan from Vietnam. Ah, Lai Yung Tan from Vietnam. 是来自我们越南的好朋友啊。 来,我们再次恭喜 Lai Yung Tan. Is it right? Okay. Xin chào mọi người, mình là Lai Yung Tan, mình đến từ Việt Nam. 大家好,我是雷真泰,我来自越南。 Congratulations, 恭喜你。 Cảm ơn ban tổ chức China Tattoo Commission đã tạo ra một cái cuộc chơi lớn và quy mô. 很感谢的主办方已经做出来一个非常规模、非常专业的一个比赛的展会，谢谢。 吴老师，来，我们一起合影留念。